Hộp số 8 cấp ZF trên xe VinFast hiện đại như thế nào? Xe VinFast sử dụng hộp số 8 cấp của ZF tối tân nhất hiện nay. Đây cũng là hộp số hiện đang được lắp ráp trên các thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới như Rolls-Royce, BMW hay Jaguar. Vì sao hộp số 8 cấp ZF lại được nhiều hãng nổi tiếng tin dùng đến như vậy? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây. Biểu tượng ZF dường như đã quá quen thuộc trên các mẫu xe BMW, Audi hay thậm chí là Ram 1500, Bentley Continental. Lý do đơn giản bởi đây là ký hiệu viết tắt của ZF Friedrichshafen, một công ty của Đức chuyên nghiên cứu, thiết kế hộp số, hệ thống lái, hệ thống treo dùng trên ô tô. Hộp số tự động đa tỷ số truyền mới của ZF cho phép tiết kiệm nhiên liệu lên tới 6%. Đó là một giá trị tuyệt vời so với thế hệ thứ hai của hộp số 6 cấp đã đi vào sản xuất đại trà trong năm 2006 với số lượng đáng kể. Để so sánh rõ ràng hơn, ta so sánh các hộp số 5 cấp vẫn được sử dụng rộng rãi ngày nay thì lượng nhiên liệu mà hộp số 8 cấp có thể tiết kiệm trên đến 14%, một con số quá ấn tượng. Có hai sự cách tân là nhân tố chính cho những con số ấn tượng về tiết kiệm nhiên liệu. So với hộp số 6 cấp, nền tảng của thế hệ hộp số mới là 4 bộ bánh răng hành tinh và 5 cơ cấu chuyển số. Chỉ có 2 cơ cấu chuyển số được mở tại mỗi bánh răng sẽ làm giảm tốt nhất lượng trượt đáng kể. Bên cạnh việc tăng hiệu suất, phương pháp chuyển động mới còn có tỷ số chuyển cao hơn. Hệ thống chống dao động xoắn tiên tiến trong bộ biến mô còn ảnh hưởng tích cực đến tiêu hao nhiên liệu và phát thải khí CO2. Hệ thống còn cho phép khóa nhanh ly hợp biến mô như thế hệ thứ hai của hộp số 6 cấp. Thêm nữa, ZF còn sử dụng một bơm cánh gạt được gắn song song với trục. Một trọng tâm khác phát triển hộp số của ZF là khả năng vận hành, tỷ số công suất trên trọng lượng của hộp số mới cao hơn và có thể truyền được mô men xoắn cao hơn với cùng một trọng lượng, nhưng chỉ cần một không gian lắp đặt tương tự so với các model trước đây của ZF. Về mặt chuyển số êm dịu, tốc độ đáp ứng và chuyển số, hộp số 8 cấp đã cho thấy sự vượt trội của mình so với các thế hệ trước. Những lựa chọn mà hộp số 8 cấp cho công nghệ dẫn động trên xe đem lại rất phù hợp với xu thế của thời đại. Hộp số mới đã được thiết kế như một module cho những bước khởi đầu xa hơn và những khái niệm 4 bánh chủ động toàn thời gian mà không cần thay đổi phương pháp dẫn động hiện tại. Theo đó, một biến mô có thể được thay thế bằng một ly hợp mới hoặc có thể bỏ qua hoàn toàn khi tích hợp với một ly hợp khởi động. Các kỹ sư thiết kế còn chú ý đến sự tương thích của hộp số với phương pháp chuyển động 4 bánh chủ động toàn thời gian của ZF. Sau khi lái một số chiếc xe được trang bị hộp số tự động 8 cấp của ZF, chẳng hạn như BMW 6 Series, Audi A8, Porsche Cayenne, lợi ích rõ ràng là vòng quay của máy chậm khi xe chạy trên đường cao tốc, khi chạy với vận tốc trên 100 km/h, vòng tua máy chỉ khoảng 1.500 vòng trên phút. Các cuộc đua trong lịch sử thường là đà cho những bước phát triển vượt bậc, nhưng cũng có khi gây nên cả một thảm họa nếu người chơi chỉ chú ý về bề nổi và không quan tâm đến chất lượng bên trong. Dù là 8 cấp hay 9 cấp thì sự an toàn và thuận tiện vẫn là những yếu tố hàng đầu quyết để người tiêu dùng chọn lựa. Và rõ ràng, cả hai mẫu xe của VinFast đều được trang bị hai hộp số 8 cấp ZF là một lợi thế rất lớn, chí ít là so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Các bạn hãy like và subscribe kênh để tiếp tục cập nhật những thông tin về xe VinFast và thị trường ô tô Việt Nam.